Vâng, Thế giới từ xa xin kính chào quý vị và các bạn. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng Thế giới từ xa cùng thẩm trà. Vâng. Vâng, thưa quý vị và các bạn. Cách đây 6 tháng. Vâng đây ạ. Cách đây 6 tháng, Thế giới từ xa có đăng một cái video nói về một dòng trà rất ngon, đặc biệt rất tốt cho sức khỏe. Vâng, có 1,2 nghìn lượt xem và rất nhiều những lời bình luận. Và cái phần nổi bật trong cái video ngày hôm đó là Thế giới từ xa có nói về một cái dòng trà phổ nhĩ, một cái dòng trà rất ngon, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là dạ dày, tim mạch và hệ tiêu hóa đường ruột. Vâng, thì hôm đó Thế giới từ xa có nói một cái vấn đề là có trên 90% các loại trà phổ nhĩ ở Việt Nam hoặc Trung Quốc là trà giả. Trà giả ở đây có nghĩa là một là giả về năm sản xuất, tức là giả về tuổi về trà. Hai là giả về nguồn gốc của trà phổ nhĩ. Vâng. Thì có rất nhiều ý kiến phản hồi của quý vị và các bạn. Đặc biệt một số shop thì có nói chuyện với Thế giới từ xa rằng ông nói ra một cái vấn đề thật như thế thì bán trà làm sao? Vâng, thì chúng tôi bán trà như thế nào? Vâng, đó là một cái sự thật rất là mất lòng. Mà thực tế rất nhiều shop nhập trà phổ nhĩ về bán cũng không biết đó là trà giả. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, và quan trọng rằng làm sao chúng ta chơi ấm từ xa và thưởng thức trà phải được những sản phẩm tốt và đúng với cái giá tiền thực sự chúng ta bỏ ra. Mặc dù những cái lời nói thật đấy có thể sẽ ảnh hưởng đến một số shop bán hàng, cũng như là ảnh hưởng đến một số người buôn trà phổ nhĩ. Vâng thưa quý vị, nhưng mà không sao, để cho một cái cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn thì chúng tôi chấp nhận nói những cái lời sự thật để cho quý vị và các bạn cùng chiêm nghiệm. Vâng. Và hàng năm, hàng tháng, Thế giới từ xa nhận được rất nhiều các mẫu trà phổ nhĩ đẹp của các hãng, của các tập đoàn trà nổi tiếng ở Vân Nam cũng như là của Trung Quốc, để cho nhờ chúng tôi thẩm cũng như là đánh giá, và sau đó chúng tôi sẽ nhập các loại trà của họ. Và mỗi một lần quý vị đến shop Thế giới từ xa, có những lần quý vị sẽ được nhờ là thẩm trà cùng với chúng tôi đây, và sau đó có những cái lời đánh giá, những cái lời đánh giá về màu sắc, về vị, rồi tất tật các thứ liên quan đến các loại trà ngon. Vâng, thì những cái lời đánh giá đóng góp của quý vị và tổng hợp đối với shop Thế giới từ xa thì đó là những cái nhận xét chung và rất khách quan của tất cả chúng ta. Để rất nhiều các mẫu trà của Trung Quốc, và đây là các mẫu trà, một số mẫu trà ở các vùng Yên Bái, Hà Giang gửi cho chúng tôi. Đây, rất nhiều đấy ạ, để chúng tôi thẩm. Vâng, và cứ là này vì shop Thế giới từ xa có khi là sẽ liên kết cùng với quý vị để thành lập các cái đơn vị thẩm trà thuê. Vâng, thẩm trà thuê ạ, một nghề rất mới nhưng mà rất hay quý vị ạ. Vâng, và cả nghìn mẫu trà thẩm của shop Thế giới từ xa, rất nhiều loại, rất nhiều hãng, chúng tôi tập kết được một số mẫu chính để hôm nay giới thiệu đến quý vị và các bạn cùng shop Thế giới từ xa thưởng thức. Vâng, ở video cách đây 6 tháng ấy thì có một dòng trà phổ nhĩ Mạnh Hải, rất nhiều quý vị đã nghiện cái loại trà này, nhưng hiện tại cái lô đấy đã hết. Vâng, hiện tại chúng tôi đang hiện tại hơn 100 mẫu trà đây ạ. Chúng tôi chọn được 3 mẫu
uống rất ngon, đặc biệt hương vị cũng như là về chất lượng, và chắc chắn đây là trà xịn 100%, không phải trà giả, đấy là điều chắc chắn và chúng tôi dám khẳng định với tất cả quý vị. Vâng, đầu tiên thưa quý vị, đó là một mẫu trà rất mới lạ. Vâng đấy ạ, đây là một dòng trà dùng hầu hết là bên nội địa của Trung Quốc, tức là những ông chủ ấm từ xa hoặc các ông chủ làm trà dùng là chính, cũng bán ra thị trường nhưng mà ở một cái lượng khá ít. Vâng, đây là những cái dòng trà rất hiếm. Vâng, một cái hộp này là 250 gram thưa quý vị và các bạn, và ủ vào năm 2006, tức là 17 năm rồi. Và thưa quý vị, đây ạ, 250 gram. Và đặc điểm lớn nhất của cái dòng trà này ấy, là được ủ ở vùng Vân Nam và có tên ấy, tên là trà Lâm Hào quý vị nhé, trà Lâm Hào 250 gram. Và đặc điểm lớn nhất ấy, đây là một cái dòng trà ủ bằng cối đá, ép bánh bằng cối đá, xin lỗi quý vị, ép bánh bằng cối đá, cho nên cái bánh này rất là chặt, quý vị dùng cách nào cũng không được, rất mở ra rất là khó nếu mà không hỏi xưởng cũng như là hỏi shop thế giới từ xa. Vâng, cái cách mở lớn tốt nhất ấy là dùng cái dùi đặc trưng đấy ạ. Vâng, chọc từ trên này xuống, chọc chéo đấy, bởi vì nó rất là chặt. Đây là dòng trà uống rất ngon, nhẹ, êm, dịu, trà phổ nhĩ sống và ủ được 17 năm thưa quý vị và các bạn. Shop thế giới thì xa cũng có một ít cái loại này thôi. Vâng, và giá bán thưa quý vị và các bạn là 900.000 một bánh 250 gram, độc đáo và khá hiếm. Vâng, và tiếp theo đó là một dòng trà đã rất nhiều quý vị và các bạn đang dùng rồi. Vâng đây ạ, một gói như thế này là xưởng có đóng gói là 7 bánh và bọc xung quanh là bằng cái bẹ của cái cây tre. Vâng, đây là dòng trà Khổng Tước Thất Tử có 7 màu vỏ đây ạ, 7 màu vỏ khác nhau, vàng, tím này, đỏ này, bên trong đây là xanh ấy. Vâng, nó có 7 màu khác nhau, vị nó lệch nhau một chút thôi, nhưng mà cái dòng này là cái dòng trà khá là lặng, có nghĩa là các bác đang uống trà Việt chuyển sang cái dòng này thì khá tương đồng, bởi vì cái độ lặng của trà Việt giảm xuống một chút để sang trà phổ nhĩ, đặc biệt rất tốt cho sức khỏe. Vâng, ở video hôm trước tôi đã giới thiệu với quý vị và các bạn rất nhiều rồi, phân biệt trà phổ nhĩ thật, phổ nhĩ giả, nhiều lúc không cần phải uống thử và nhìn qua cảm quan. Vâng đây ạ, một bánh trà ủ 2007, dầu thấm đẫm xung quanh và có những vết mọt của giấy cũ, một cái cảm quan dễ nhận ra. Vâng, cái loại trà Khổng Tước này ấy, vị khá ngon và khá lặng, dùng cho các bác, phải nói là các bác nghiện trà uống thì sẽ ngon hơn. Vâng, 1,5 triệu một bánh 357 gram, mà mỗi một cái ấm trà này chúng ta sẽ dùng được khoảng 7 đến 8 nước, tính ra thì cũng rất rẻ, chỉ ngang với các loại trà đắt tiền ở Việt Nam thôi, và trên dưới 5 triệu đồng một cân, rất là hợp lý. Và cuối cùng trong số vài trăm mẫu trà chúng tôi nhận được và thưởng thức thì có một dòng trà rất đặc biệt đây ạ. Vâng, thưa quý vị, đó là một
cái dòng trà của tập đoàn trà Dịch Võ trên một cái thùng, trên một cái gói tre vẫn còn nguyên đai nguyên kiện thùng. Và đây là một cái dòng trà phổ nhĩ sống nhưng mà ủ rất lâu năm, đó là từ năm 2003 và đến nay là khoảng hơn 20 năm, hơn 20 năm quý vị nhé. Năm nay là 2023, khoảng hơn 20 năm, khoảng 25 mấy tháng ấy. Đấy, đây là một cái dòng trà. Cái này dùng cho các bác uống chuyên trà Trung Quốc mà các bác thích uống các dòng trà nhẹ, êm. Đây là một loại trà phổ nhĩ sống nhưng mà ủ được 20 năm. Vâng, rất hiếm có. Và đặc biệt cái vỏ đây ạ. Và đây là tôi cho thêm một cái giấy bóng ra ngoài thôi, còn nguyên đai nguyên kiện là nó không có cái giấy bóng này đâu. Vâng, thưa quý vị. Trên cái bánh trà người ta đề là trà cổ thụ hoang dã của tập đoàn trà Dịch Võ Vân Nam. Vâng. Lát nữa tôi sẽ mời quý vị và các bạn nhìn nước của loại trà này. Rất đẹp, đặc biệt thưởng thức rất là êm. Êm, nhẹ nhàng, thơm. Vâng, đây là một dòng trà có thể dùng uống cả ngày, đặc biệt buổi tối thì là tuyệt vời. Vâng, xin mời quý vị và các bạn xem cái màu nước của cái loại trà này. Đây ạ. Đẹp. Sức bền nước. Đặc biệt quý vị nhìn cảm quan cái cánh trà. Một cái lá trà to, thô và rất mập của những cái cây trà cổ thụ và lá rất rời. Đẹp. Đấy, trà 25 ủ. Cái bã trà nó sẽ phải như thế này. Đấy là những cái cảm quan. Và đặc biệt ấy sẽ dậy lên một cái mùi gỗ sồi nhưng mà ủ lâu, rất là nhẹ, êm. Vâng thưa quý vị, đó là tổng hợp của hơn 100 mẫu, gần 200 mẫu các loại trà phổ nhĩ, loại xịn mà Trung Quốc gửi cho shop thế giới từ xa. Và chúng tôi cũng nhờ rất nhiều quý trà hữu đến thưởng thức và cùng có những cái đánh giá và nhận xét. Và hiện tại shop thế giới từ xa còn 3 cái loại này là chính, vừa để thưởng thức cũng như là mời quý vị và các bạn đến shop để thưởng trà cũng như là để bán và giao lưu cho các quý trà hữu. Vâng. Vâng thưa quý vị, hôm nay shop thế giới từ xa sẽ giới thiệu quý vị và các bạn một cái dòng trà phổ nhĩ rất ngon, đặc biệt tốt cho sức khỏe. Vâng, mọi tư vấn về ấm chén từ xa và chuyên dụng trà phổ nhĩ, xin quý vị và các bạn vui lòng liên hệ theo số này 0917 828 186. Chúng tôi ở Long Biên, Hà Nội. Vâng, cũng xin kính chúc tất cả quý vị trà hữu trên toàn thế giới thật nhiều sức khỏe và thưởng thức được những ly trà thật ngon để tạo những năng lượng thật tích cực cho cuộc sống ngày càng một tốt đẹp hơn. Vâng, chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại.